Xin chào các ba mẹ và các bạn, tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ, giọng nói và giảm chú ý. Và hiện tại tôi đang có mặt tại sân bay Singapore sau khi vừa kết thúc một chuyến học tập và công tác vô cùng tuyệt vời để chia sẻ các cái kiến thức và cũng đồng thời cập nhật các kiến thức mới nhất từ các chuyên gia, các y bác sĩ hàng đầu tại Singapore để mang về có thể cập nhật các kiến thức đó cho các cha mẹ của chúng ta. Và đây là một chuyến đi rất tuyệt vời của tôi sau khi tôi đã tới Singapore và tham gia rất nhiều các cái buổi trao đổi và thảo luận và cùng học tập. Và hiện tại là tôi vô cùng háo hức khi chuẩn bị mang về Việt Nam rất nhiều các cái kiến thức kinh nghiệm mới để hỗ trợ hồi phục cho các trẻ của chúng ta. Và chuyến đi của tôi thực sự là đã kết thúc tốt đẹp. Trong khoảng 4 ngày làm việc tại Singapore thì tôi tham dự rất nhiều các cái buổi hội thảo với các cái chuyên gia đầu ngành của Singapore về các cái trẻ có chứng tự kỷ và tăng động. Đây là một chuyến đi thực sự tuyệt vời. Và bởi vì tính chất của chuyến đi này hoàn toàn là mang tính chất các cái thông tin cũng khá nhạy cảm. Vì vậy tôi đã giữ kín thông tin của chuyến đi và khi kết thúc chuyến đi với một kết quả tốt đẹp thì tôi mới chia sẻ với các ba mẹ và các bạn. Và hiện tại là tôi đang có mặt tại sân bay Singapore với một không khí cuối năm, một không khí rất tuyệt vời khi rất nhiều đoàn khách, đoàn du lịch tới thăm và du lịch tại Singapore. Và tôi xin mời các ba mẹ các bạn cùng đi thăm một chút, cùng review một chút không khí tại sân bay Singapore như thế nào. Thì các ba mẹ hãy cùng đi cùng tôi ạ. Thưa các ba mẹ, thì không khí tại sân bay Singapore vào những ngày cuối năm thực sự là rất nhộn nhịp với rất nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Singapore. Singapore là một đất nước vô cùng phát triển cả về mặt kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và rất nhiều các ứng dụng khoa học hiện đại. Và tại Singapore thì các ba mẹ sẽ thấy toàn bộ các cái khu check-in để chuẩn bị hành lý thì tất cả đã được thay thế bằng công nghệ tự động hóa. Những hành khách tới đã không còn phải xếp hàng mà để làm thủ tục check-in và gửi hành lý nữa, mà tất cả đã được tự động hóa bằng một công nghệ hiện đại. Thì tất cả các khách hàng đó chỉ cần dùng passport và có thể đăng ký tự động trên máy, và sau khi nhận được thẻ lên tàu thì có thể tới khu vực để có thể gửi hành lý tại đó. Và đây là một công nghệ mà rất hiện đại mà Singapore đã áp dụng cho tất cả các hành khách để giảm thiểu thời gian chờ đợi của các khách hàng. Và các ba mẹ thấy là không còn cảm giác chờ đợi, không còn sự vất vả trong việc làm thủ tục check-in nữa, mà tất cả đều là tự động hóa hết. Tại sân bay Singapore đã làm một các bước tự động rất nhiều, từ khu vực khai báo hải quan đến các thủ tục check-in, và tất cả đều thực sự là rất hiện đại. Và đây là khung cảnh rất nhiều đoàn khách quốc tế, các ba mẹ sẽ thấy đồng phục của các học sinh của Singapore rất chỉ là đẹp. Và các ba mẹ sẽ thấy đây là một đất nước thực sự là ứng dụng nhanh chóng các công nghệ mới hiện đại nhất. Và trong chuyến đi vừa qua thì tôi cũng cập nhật được rất nhiều các kiến thức hữu ích và mới mẻ nhất, hiện đại nhất để hồi phục cho các trẻ của chúng ta. Và tôi rất háo hức để có thể mang tất cả các cái kiến thức, kinh nghiệm đó về để chia sẻ lại cho các ba mẹ. Và đây là điều thực sự làm tôi cảm thấy rất thành công trong giai đoạn cuối năm này, khi đã được có thêm những kiến thức để làm mạnh mẽ hơn các cái phương pháp để hồi phục cho các trẻ tự kỷ và tăng động của chúng ta. Và các ba mẹ sẽ thấy đây là bảng chuyến bay, đây là lịch chuyến bay, và tôi sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh trong một vài tiếng tới. Các ba mẹ các bạn thì ở Singapore nổi bật ở trong khu sân bay quốc tế này thì đó là một phối cảnh ứng dụng công nghệ hiện đại với màn hình nét cực lớn và hệ thống âm thanh cực kỳ sống động. Singapore đã là một màn hình cực lớn để mô phỏng một thác nước với màn hình với độ phân giải rất chi là cao và hệ thống âm thanh cực kỳ sống động, thì tất cả các hành khách thực sự rất ngỡ ngàng, bởi vì là cảm giác như là đang được ngay tại dưới một thác nước rất lớn. Các ba mẹ sẽ thấy một màn hình cực kỳ lớn
ở phía trước, và rất nhiều các hành khách đang tiến hành chụp ảnh, quay video để check in. Mọi người vô cùng cảm thấy tò mò và háo hức, và thấy màn hình rất sống động, hệ thống âm thanh màn hình rất cao và lớn, và làm cho mọi người có cảm giác như đang ở dưới một thác nước vậy. Với cái hình ảnh và âm thanh như thế này thì tất cả cảm xúc, cảm giác là rất mát mẻ, giống như là một dòng nước thực sự là đang chảy, đang chảy, và rất nhiều các cái bọt nước, rồi không khí tại đây cũng tạo ra một không khí rất chi là mát và lạnh, giống như là chúng ta đứng dưới thác nước thực sự. Ở đây là một màn hình không gian ba chiều rất đẹp, công nghệ hiện đại. Các ba mẹ sẽ thấy là có hình ảnh của các cái gò của bức tường, rồi là các hình ảnh của những hòn đá rất chi là lớn, đó là điều rất tuyệt vời. Và rất nhiều cái hành khách cảm thấy hứng thú và muốn chụp ảnh check in cái khoảng khách tuyệt vời này. Đấy là không khí rất tuyệt vời khi cũng bước vào những ngày cuối năm, và rất nhiều người cũng vừa sang, vừa đi du lịch và học tập tại Singapore. Các ba mẹ thấy đấy là không khí một sân bay rộng rãi, sạch sẽ, hiện đại, ứng dụng rất nhiều công nghệ mới. Và đây là một điều rất tuyệt vời khi Singapore luôn là đất nước mà dẫn đầu về công nghệ và luôn cập nhật các kiến thức mới. Và tôi cũng rất háo hức khi tham dự các cái chương trình trao đổi kiến thức và đào tạo với các chuyên gia của Singapore. Và tôi mong muốn rằng sẽ được về Việt Nam để trao các kiến thức đó cho các ba mẹ của chúng ta. Và biết ơn các ba mẹ vô cùng nhiều đã quan tâm chú ý tới video của tôi. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, với các kiến thức mới tôi cập nhật được, tôi sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho các ba mẹ, giúp các con nhanh chóng hồi phục được tốt nhất. Biết ơn các ba mẹ và hẹn gặp lại với các ba mẹ trong các video lần sau. Xin cảm ơn ạ.